nhanh nhanh lên cho lên. Sư phụ ơi, sư phụ cứu em ơi. Sư phụ ơi. Sư phụ làm sao đấy? À, hôm qua ngáo một cái tay nắm cửa. Làm sao? Sư phụ cứu em với. Lỗ hết rồi. Mà nhìn thấy gì chưa? Tao còn chưa cứu nổi tao, cứu mày. Thôi vào đây. Nghe thấy gì chưa? Về. Nhanh đi cho lên. Ổn không? Hả? Ổn không? Ổn chứ. Mấy cái chuyện này có gì đâu mà. Nhanh đi cho lên, về nhà rồi. Mẹ mày cứ từ từ đã. Ô, mẹt, mày đi đâu về mà mặt mũi tím tái thế? Hôm qua em đi học, chẳng may va vào cái tay nắm cửa anh ạ. À. Học thì không học, cứ lên hạ thì điên. Chú thế nào, hóa ra là cũng sợ vợ à? Này, tôi sợ vợ tôi chứ không sợ vợ ông nha. Đi vào nhà đi. Bồ cái thằng sợ vợ. Ông Việt, giờ này ông vẫn còn ở đây. Suốt ngày chị mới còn. Ôi dồi ôi, chim anh có tội gì đâu, mẹ mày tha chim anh. Ông dưỡng này chim bị buồn bỏ, không đi kiếm tiền đâu mẹ ơi. Hàng gì ấy, tiền đâu mà. Thế bây giờ mẹ mày muốn anh làm gì? Ông đi ship hàng hoặc là ông vào nhà mặc váy quay video tiếp đó thôi. Thôi, anh không mặc váy đi ship hàng đâu, mẹ mày cho anh ở nhà, mẹ mày bắt anh làm gì cũng được. Thế thì đi vào nhà. Ông cứ đứng im đấy cho tôi, khi nào có khách thì ông hãy cử động nhá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vẹt ơi, vẹt, vẹt đâu rồi? Em đây. Úi giời, mày làm cái trò gì đấy? Con mái già nhà em nó bắt em đứng đây bán hàng anh ạ. Khổ thân chú nhỉ. Thế chú có đi làm tí sinh tố lúa mạch không? Hay là lại sợ vợ? Em là còn phải sợ con mái già đấy á. Đi. Lão già này lại trốn đi chơi rồi. Tí ông về ông chết rồi. Lần này anh nhìn em thể hiện thế này. Con mái già kia. Yeah. Tôi tưởng ông thế nào? Ông đứng ở đây đến tối nữa đi. Hả? Ai chà, hôm nay mẹ mày ăn gì mà xinh thế? Ông lại khen đẻo tôi đấy à? Mẹ mày cho bố mày xin mấy đồng để đi uống nước với bạn tí nhỉ? Tiền, suốt ngày tiền. Tôi lấy đâu ra mà lắm tiền thế? Bố mày không có tiền thì bố mày mới hù mẹ mày. Làm gì mà căng thế? Thế ông lại muốn có tiền đúng không? Chả thế thì sao? Ông muốn có tiền ấy thì bây giờ ông đi ra đường mặc váy xong rồi vánh khách vào, khách có tiền nhá. Ai mua hàng đi, hàng em đẹp lắm. Được đấy, 500 vào phòng đi không em? Chị mày bán quần áo, chị mày không ăn thân nhá. Giữ đúng lời hứa đi cưng, tiền của anh đâu? Đây, tiền của anh đây, cầm lấy để đi uống nước với bạn nhá. À, sao có 40.000, 10.000 này tiêu được cái gì? Ông chỉ được như thế thôi. Đưa ông nhiều để ông đi gái à? 500 vào phòng, đi không em? Lại là em à? Hôm nay có đi không? 500 vào phòng. Đặt thế, cỡ em chỉ 300 thôi. Thôi, méo mó quán không. Hai ngày vất vả không bằng dãi lắng một đêm. Bây giờ mình có tiền rồi, không thể để con vợ mình nó quay thường được. Cái lão già kia, không ra ngoài vẫy khách còn vào đây làm gì? Làm gì? Sao phải làm? Thích tự đi mà làm. Cái ông này hôm nay ăn phải gan hùm rồi. Ông thích gì? Mẹ mày đừng bao giờ quay thường người khác lúc cơ hàn. Bây giờ bố mày là người có tiền rồi, dăm ba cái đồng bạc lẻ. Nó hèn lắm, giả lại mày 10.000. À, hôm nay ông này khá nhở, lại còn không cần tiền cơ. Bo cho thêm nít nữa. Ra ngoài mà gọi khách đi, vớ vẩn láo nháo mèo là không được. Ông này lấy tiền ở đâu ra, ông ăn trộm tiền của tôi đúng không? Mẹ mày cứ từ từ đã.
Đúng là con trai mẹ hai mẹ nước, có tiền cũng khổ, không có tiền cũng khổ. Thầy ơi, thầy. Ai đây? Con nào đây? Đứa nào gọi ông đây? Em nở đây, thầy không nhận ra em à? Ôi trời ơi, nở à? Thầy cứ tưởng ai? Cổng nhà thầy ở đâu đấy mà cửa để cho nở vào? Thôi, nở chịu khó trèo tường vào đi. Úi trời ơi, con này máu thế. Thế tối mày không đến, sáng mày đến làm cái gì? Giờ nào chả được, vào việc luôn chứ thầy nhỉ? Đứng im, cấm cử động. Thầy ơi, thầy vừa làm gì đấy ạ? À? Mặt thì xám xịt, âm khí thì nhiều, có vong đi theo, ta vừa đuổi vong cho nở đấy. Nhưng mà thầy làm nở sợ ấy. Sợ gì mà sợ, có lần ta đánh nhau với mấy binh đoàn ma ta còn chả sợ, huống chi là mấy con ma vớ vẩn này. Thầy thì thầy giúp nở đi, dạo này nở đấy, người ngọc khó chịu lắm. Thôi được rồi, mang ta đây xem nào. Đây, tay của thầy đây. Cái mùi yêu quái này nó lạ thế nhỉ. Thầy làm cái trò gì đấy? Cái con nở này, mày có để im cho thầy làm phép không? Này thì phép. Tiền sư cha bố nhà mày làm ơn mắc oán à. Tao sai âm binh đến tận nhà hành mày cho mày phát điên phát dở kiểu gì mai kia mày quay lại mày gặp ông nhá. Cám ơi, cám ơi. Mày làm gì mà tao gọi mày không nghe? Mày làm gì như con ma đuổi thế? Đi, đi ra đây với tao đi. Đi đâu? Ở nhà tao còn bùng cao chưa chặt, không đi đâu. Không đi thì đừng có hối hận nhá. Ở đấy nhiều trai đẹp lắm đấy. Thôi, mày đi về đi. Cái gì? Nhiều trai đẹp á? Đẹp thế. Chẳng thế. Tao đã bảo mày, đi đâu thì tém tém lại, trông kia chết được. Nhưng mà, ở nhà tao cũng nuôi nợn. Tao chưa thấy con nợn nó trắng thế. Tao thấy mày mất nhiều nước lắm đây, uống nó đi cho nó bù nước vào. Wow, thế giới này to đẹp quá. Chả vậy, tương lai nó phải khác chứ. Này, để ý người cho tao tí nhá. Cái đường mày không đi, mày xúc vào đấy làm gì đấy hả cám ơi? Bè bè cái mồm thôi, xong rồi. Này, mày đi tao đi đâu đấy? Yes, tâm, cứ đi theo tao. Đi đúng kiểu gì đấy, cứ tớn lên, có sao không? Trời có sao, nhưng mà tao không sao. Đi nhanh lên, lên đây. Nở, mày đi tao lên già, tao sợ lắm, tao không đi đâu. Thế mày không lên à, con cám kia. Con điên, đây là thang cuốn thủ đạo. Nhưng mà tao sợ lắm. Thế bây giờ mày muốn đi đâu? Tao khát khô cổ rồi. À, ngon, đã thật. Cái nước của tao đâu? Quên, tao khát quá. Mẹ con tham ăn tục uống, lần sau không cho đi đâu hết. Sao mà đó được? Sáng ngày ra đã ám quẻ bà mày rồi. Mẹ cái thằng cô hồn này lắm nữa. Đừng để bà đốt vía vào mặt chúng mày đấy nhá. Ai gọi tao đây? Nửa tháng rồi, có để tao yên không? Hay là tao hãm cả ngày chúng mày nhá? Chị ơi, em ơi, gửi chị mẫu này rồi. Nhắn tin xong không trả lời. Làm gió cách như thế rồi, bật lửa lắm rồi. Ồ, hãm thế hả? Ai bảo mày không cho tao ngủ? Thích gọi tao lên làm gì? Ba hồn chín vía. Ba hồn chín vía. Ba hồn chín vía. Ba hồn chín vía. Mẹ là nhỏ phía dưới đấy. Con này biết nặng thế nhỏ. Bốc xuống đây. Chết cụ mày đi. Ta đi đây. Lâu lắm ông không về với con mái già rồi. Lần này ông cho mày biết tay. Có ngon không? Có đói không? Có thơm không? Có muốn ăn không? Lại đây ông bảo. Đuôi. Bụi thế nhỉ? Ôi ơi. Anh đây, anh đây. Anh nào? Vẹt của em đây. Ông vẫn còn dám bắt mặt về đây à? Mẹ mày bình tĩnh. Dạo này còn dám bật cơ à? Thời của bố mày đến rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa.
bố mày lắm được hết. Lắm cái gì mà lắm? Có phải mẹ mày dặn lại không bán được hàng cứ như có người quấy phá không? Sao bố mày biết? Không phải sợ, có anh đây rồi. Được đấy, thù lao của chú đây. Đứng đằng sau quá. Sao mà đó được? Bóp mạnh cái tay lên. Như thế này được chưa hả chồng? Thế ông hỏi mày, bao nhiêu hôm ông không ở nhà? Mày ở nhà làm ăn kiểu gì đây? Buôn bán như thế chứ còn buôn bán như thế nào nữa. Ô con này, mày cãi ông à? Ủa em xin, chồng nói gì chả đúng. Nhạt mồm, nhạt miệng quá. Để em một tí nhá. Đây bánh của chồng đây à. Mẹ con này, mày cho tao ăn bánh, mày cho tao ăn cả bảo vệ à? Đây bánh này ngon à? Được không ạ? Ngon. Mẹ mày, bố mày muốn uống nước, cô gái làm chiếc đá. Vâng, chồng em một tí. Nhanh cái chân lên. Đã bận thì chớ lại còn hay sai. Đây, nước của chồng đây à. Dạo này văn thơ lay láng thế không biết nữa. Chuyện đi ra ngoài nó phải khác. Đâu quá, mẹ mày đi vào đây bố mày nhờ tí. Vâng. Đứng im đây, bao giờ ông gọi thì mang giấy cho ông biết chưa. Vâng ạ. Giấy của ông mày đâu? Đi hành mẹ à mẹ à. Em cảm ơn sư phụ nhá. Vì có sư phụ mà em lấy lại được lốc nhà. Đơn giản lắm mà em. Đợi đấy. Mày nói cái gì? Mày nói lại xem nào. Đâu em có nói gì đâu à. Mày cãi à? Tao vừa nghe thấy mày nói xong. Thôi em xin anh, xin anh. Từ nay tao cấm mày nhá. Bắt tao đội tóc giả bôi son chắc cấn như thế này mày biết chưa? Nhưng mà không làm thì lấy gì mà ăn? Ăn cái gì mặc mẹ mày? Hay lắm. Cứ thế mà đi nhá. Sư phụ vào đây. Ok sư phụ nha. Dọn nhà dọn cửa đây. Em biết rồi. Chả có chữ gì nhỉ? Em đã bảo rồi. Phải là người có căn mới xem được. Căn gì? Có chữ gì đâu mà xem được. Ông xem đi. Đưa đây. Đây như chỗ này ghi là hô mưa gọi gió này. Không nhìn thấy à? Đâu? Thôi không cầm lấy. Để tôi làm cho ông xem. Thấy mưa chưa? Được đấy. Người có căn mới xem được đấy. Công nhận. Người có căn mới xem được. Khả năng mình chưa đủ duyên. Thôi được rồi, tắt đi.